biết gì nữa hả? Không những biết điểm còn kém, ta còn biết con sắp bị ba mẹ chửi. Quá chuẩn luôn. Đúng rồi, ba mẹ con hay chửi con lắm á. Ông hay giữ thần luôn. Hóa ra là ba cái trò mê tín dị đoan. Để mình kêu bảo vệ. Ê khoan, mình ra ngang tí đi. Thấy có vẻ vui lắm đó. Vui cái gì mà vui? Đây là lần đầu tiên mình thấy thầy bói luôn đó. Bây giờ bác bói cho con nha bác. Bói cho con này, cho con trước. Bói cho con với ông. Con, gia đình con đang gặp nguy hiểm. Một con yêu thú biết nói tiếng người đang tra trộn vào trong gia đình con. Hả? Thiệt hả bác? Nguy hiểm quá à. Đó chẳng phải là anh hai của cậu hay sao chứ? Ăn chậm thôi em. Dạ anh hai. Mà Phong nè. Dạ. Ông cụ ngồi đằng kia là ai ạ? Xin thứ lỗi, Bần Đạo đi ngang qua đây, bỗng thấy yêu khí tỏa ra từ cậu bé này. Bần Đạo lén theo cậu bé về nhà thì xác định trong gia đạo đang có một con yêu quái thằn lằn xanh khổng lồ đang sống chung nhà với cậu bé. Sao nghe giống như đang nói mình vậy? Bần Đạo thấy rồi, chính là ngươi. Con yêu quái thằn lằn xanh biết đối tiếng người. Ngươi còn dám nói chuyện với ta? Quả nhiên là nói mình đó. Anh nuôi không phải thằng Hằng Anh, anh nuôi là Nhũng Ngông á. Nghe hết đi đừng nói Phong. Yêu quái, ngày tàn của ngươi đã đến rồi. Đừng có đứng lên bàn ăn ông ơi. Hãy xem đã trừ ma của ta đây. Yêu quái quá mạnh, đá trừ tà không có tác dụng. Bởi vì nó chỉ là cục đá ở công trường thôi. Đã vậy thì ta sẽ dùng tới vũ khí lợi hại nhất, một kiếm trừ yêu. Anh hai, ông rút kiếm ra kìa. Sló gì, ra sau lưng anh đứng đi. Thiên linh linh, địa linh linh. Hãy xem một kiếm của ta đây. Pháp sư ơi, pháp sư, pháp sư ơi, ngài pháp sư. Đạo sĩ ơi, giúp con với. Chuyện gì vậy hả tiểu tử? Con yêu quái thằn lằn xanh bắt mất tiểu nghi rồi. Bắt ở đâu? Đằng kia kìa. Đạo sĩ, cuối cùng cũng tìm được người rồi. Người hãy diệt trừ mũi ta đi. Hả? Gì? Nhầm. Nhầm gì? Hãy diệt trừ con yêu quái bắt mũi ta đi. Đạo sĩ, một kiếm của ngài. Cuối cùng ta cũng có thể hoàn thành di huấn của sư phụ để lại rồi. Thiên lên linh, địa lên linh. Yêu quái hãy xem đây. Yêu quái hãy đợi. Đã diệt trừ được yêu quái quá rồi. Mọi người ơi, muội muội của ta xin tạ đạo sĩ. Cứu nhân độ thế là việc ta nên làm thôi. Đạo sĩ à, ngài đã hoàn thành di huấn của sư phụ rồi. Chúng tiểu tiên đến đón ngài về trời đấy ạ. Đúng rồi, ta đã hoàn thành sứ mệnh sư phụ giao phó. Ta phải đi đây. Các người ở lại bảo trọng đó. Dạ, xin bảo trọng. Tạm biệt. Tạm biệt đạo sĩ. Đạo sĩ, đi đường cẩn thận nha. Ta đi đây. Bảo trọng. Nhanh nè, đạo sĩ vô đi nè. Vô nè, vô. Vô nè. Cảm ơn mọi người đã hợp tác nha. Ông đi rồi hả? Dạ. Đi đây là lần đầu cô gặp bệnh nhân tâm thần trốn trại. Cô thì gặp nhiều rồi. Hồi nãy quật ông bất tỉnh xong con đã nghi rồi. Vừa hay tìm thấy số điện thoại bệnh viện ở trên vạt áo của ổng. Ông này hồi trẻ đọc nhiều tiểu thuyết tu tiên hay là phim kiếm hiệp gì lắm nè. Cứ tưởng mình là đạo sĩ. Cái kiểu này là con rành lắm. Ông mà chưa bắt được con yêu quái nào là sẽ không chịu về đâu. Nên bệnh viện mới nhờ mình hỗ trợ diễn xuất. Mà sao hồi nãy anh hai kiếm của ổng á bắn ra được tia sáng hay vậy anh hai? Dễ ẹt à. Anh lắp bộ đèn điều khiển từ xa lên đó, bấm một cái là nó sáng lên thôi. Ủa mà còn bộ đồ này sao ta? Bộ họ không lấy lại hả trời? Thì cứ giữ đi, biết đâu có dịp cần dùng thì sao. Alo. Bệnh viện tâm thần hả? Hả? Ông lại trốn viện nữa hả? Lần này là gì nữa? Ok, để tôi chuẩn bị đạo cụ phục trang âm thanh ánh sáng các kiểu. Có cần màn hình LED không?